Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về cái combo của hãng Dragman mài Mỹ nghệ 8220 và hàng new từ Mỹ về, bao gồm có một sạc sạc này điện 120V, và nếu mà anh em muốn chuyển 220 thì mình sẵn sàng chuyển cho anh em. Thì nguyên combo thì nó nguyên zin là 120V tại vì nó là Mỹ về đây ạ. Mình sẽ chuyển cái cốc sạc này qua 220 thì rất là bình thường cho anh em ha. Dreamman nó là sản xuất tại Mexico, và cái pin này nó là của sản xuất Malaysia. Dreamman là tập đoàn của Boss ha anh em ha. Và mài Mỹ nghệ thì nó đầy đủ phụ kiện ha, catalog các kiểu đầy đủ. Rồi pin và máy này thì nó là sản xuất tại Mexico đây anh em ạ. Mexico đây. Và có CSA, tốc độ nó là từ 5.000 đến 35.000 vòng trên phút, và sử dụng pin 10.8 đến 12V. Đầu kẹp của nó là đầu kẹp 3 ly 3 ly ha, và điều chỉnh tốc độ lên tới 35.000 vòng trên phút đây, và nó có báo hộ pin. Rồi đầu kẹp mình sẽ khui ra, nó nguyên nguyên đai nguyên kiện ha, và đầy đủ phụ kiện theo hãng tặng cho mình. Thêm phụ kiện đầy đủ, nó có đá này, có đá luôn ha anh em ha. Đấy, cái này thì lắp vào những cái thứ này, mỹ cao su. Rồi mình sẽ cái này về duy nhất có một bộ thôi nha anh em. Những anh em quan tâm thì liên hệ mình, giá với giá là 2,7 triệu, và ngày trước mình có bán hàng Úc, hàng cũ giá cũng 2,5 triệu rồi, và bây giờ chơi hàng mới trăm trăm 2,7 triệu. Cảm ơn anh em. Thắng lại luôn anh em ha. Có báo màu pin. Đấy, mài Mỹ nghệ và mình làm các kiểu, ví dụ như là điêu khắc này, điêu khắc và khoan. Ví dụ em khoan nha, mình sẽ lấy mũi khoan, mình khoan một lỗ cho anh em xem luôn. Còn cái lỗ này luôn nha anh em ha, khoan cho anh em xem. Đây nó cũng chảy nước nè, để con lỗ. Đấy, nó đương nhiên là nó không lủng rồi, tại vì ở trong này nó làm để nó chảy nước đó, mình khoan như vậy. Hoặc là những anh em vẽ cách vẽ gì đó rất là ok, tuyệt vời. Rồi em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Em Tùng cảm ơn.